Xin chào tất cả anh em yêu thích mai vàng nhé. Chào mừng tất cả anh em đã trở lại với kênh video của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách mà giúp anh em vào cái mùa mưa anh em không phải làm quả cho cây mai nhiều đấy, mà chúng ta lại giúp cho cái đất của cây mai nó được tơi xốp. Mà cái cách nó rất là đơn giản như anh em đang thấy đây. Hiện tại cái chỗ này thì vừa làm quả xong thì quả đã lên tiếp rồi. Thậm chí là phun thuốc quả xong thì chỉ sau một tuần là quả dưới cái chỗ tán cây mai, do nó còn nhỏ mà mới trồng, thế nên là cây mai là nó dưới tán cây mai là nó nên rất là nhiều quả. Anh em có thể là trong cái năm đầu tiên anh em phải dọn quả mai đấy, hàng ít nhất hàng 10 đến thậm chí là 15 lần. Đấy là đối với những cái nơi mà quả mọc rất là nhiều ấy. Thì để mà giúp hạn chế cái việc quả mà nó mọc lên gần như là hạn chế tối đa mà lại còn giúp giữ ẩm cho đất tơi xốp, thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp của mình đây. Mình đây thì mình dùng cái lá của cây thông mình phủ dưới nền đất. Anh em phải thấy này, cái lá của cây thông phủ dưới nền đất. Thì cái cây mai này của mình ấy thì sau khi được phủ như này thì ngẫu nhiên đất nó vừa được tơi xốp mà lại không bị cỏ. Anh em có thể thấy nhá, cái lá cây thông ở chỗ nào anh em mà có cái rừng thông anh em có thể tận dụng, anh em lên trên đấy anh em vơ, anh em giải đây đấy, thì nó sẽ giúp hạn chế được cỏ rất là nhiều mà lại giữ ẩm, mà nó còn hạn chế được cả sâu bệnh anh em nhé. Khi có nhiều quả nó mọc lên thì sâu bệnh nó sinh ra rất là nhiều. Chỗ này thì mình trồng được hơn 3 tháng rồi. 3 tháng, hơn 3 tháng thế. Thì quả này đấy, chỗ này được phủ này thì không có quả luôn, gần như là không có quả luôn ấy. Thi thoảng chỗ nào phủ nó hơi hở thì nó mới có quả thôi. Thì một số nơi thì có thể dùng như là hạn rơm rạ được anh em nhé. Không nhất thiết cứ phải là cái lá thông, chẳng qua do ở khu vực của mình nó gần rừng thì nó có cái lá thông nó rơi xuống rất là nhiều, thế nên là mình tận dụng, mình vơ về và mình phủ xuống. Thì cái phương pháp này thì rất nhiều những cái cây trồng khác thì người ta cũng đã áp dụng rồi. Qua đây mình chia sẻ đây để cho một số anh em mà chưa nghĩ ra cái ý tưởng đấy, thì anh em có thể là thực thi và áp dụng để nó đạt hiệu quả tốt hơn. Và đối với những cái vườn mai mà anh em có khối lượng cây nó ít đấy mà nó vừa phải ấy, thì anh em có thể là đi lấy những cái như là rơm rạ rồi là lá thông như của mình đây, hay thậm chí là vỏ lạc để phủ dưới cái mặt đấy, nó rất là tốt đấy, quả nó không thể lên được. Tuy là hơi tốn kém công sức một chút, thế nhưng mà gần như là một năm đầu ấy, là không cần phải làm quả mà cây phát triển rất là khỏe mạnh nhá. Một số nơi thì anh em dùng cả phủ ni lông. Cái phủ ni lông ấy thì nó có một cái hạn chế như này anh em nhé. Cái ni lông ấy thì nó hấp thụ cái ánh nắng mặt trời rất là gay gắt, thế nên là làm cho cái nhiệt độ ở cái chỗ mà được phủ ni lông nó rất là cao. Nó rất là thế, như thế là nó rất là ảnh hưởng đến cái cây mai để phát triển. Và cái ni lông thì nó không thể nào mà để cho đất mà nó hấp thụ nước được anh em ạ. Đấy, nó không thể nào mà nó cho đất nó thở được, thế nên là cái đất mà khi mà ấy đấy thì nó sẽ không thể nào tốt bằng so với anh em mà phủ rơm phủ dạ hay là thậm chí lá thông như của mình. Nên anh em lưu ý, khi lưu ý và cân nhắc có nên sử dụng cái ni lông để phủ hay không. Đặc biệt là cái ni lông ấy thì một số chỗ mà nó bị trũng mà anh em phủ ấy thì là rất là kém nha anh em nhé. Thì nó còn làm cho cái cây nó bị vàng lá và nó đọng nước mà nó không tốt. Thế nên khi mà anh em mà phủ được như của mình như này thì cây nó phát triển rất là tuyệt vời luôn. Còn đối với những cái chỗ mà mình nhiều quá thì nó thật mấy anh em chia sẻ là mình chỉ phun thuốc quả thôi. Còn đâu những cái chỗ nào mà mình cảm giác mình làm được, mình phủ được ấy, thì mình
phủ. Đấy, thì nó sẽ đỡ cỏ rất là nhiều, và cây mai ở những cái nơi mà nó không phải phun thuốc cỏ ấy, nên rất là tốt nhá. Cây nó khỏe mạnh, anh em có thể nhìn thấy ở video này. Mai sau thì sau 1 năm thì những cái này nó mục, hoặc thậm chí là hơn 1 năm thì nó sẽ thành luôn cái phân chất dinh dưỡng cho cái cây mai luôn. Thế anh em lại đỡ phải cái tiền mà mua phân vi sinh, tính đi tính lại thì nó lợi nhuận nó cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà anh em có thời gian làm được như thế này thì đấy là điều tuyệt vời nhất. Thế mình muốn chia sẻ với anh em để làm sao mà anh em có những cái kinh nghiệm làm vườn mà nó phong phú hơn. Tính mình thì hay nói thẳng và nói thật, thế nên là một số anh em mà sau khi xem video của mình cảm thấy mà nó có gì nó không hay thì mong anh em thông cảm nhá. Ở đây do cái mật độ này mình trồng nó là 50 đến 60 thì nó cũng hơi là dày, nhưng mà sau mà 1.5 đến 2 năm là mình cây mai tắp tán, mình sẽ đánh tỉa ra, do mình làm cả cây giống nữa mà, cho nên là mình mới trồng mật độ như thế này. Nếu mà 1.5 đến 2 năm mà anh em mà có thể đánh được, có thời gian mà đánh được ra thì hãy làm như mình sẽ giãn cây ra thì nó lại thưa, cây phát triển sẽ tốt nha anh em nhá. Phủ như này thì cái núc cây mai còn bé ấy, chúng ta mà nếu mà không phủ được ấy, mà chúng ta phun thuốc quá thì nó sẽ bị bại mất, ít nhất là chậm so với những cái cây mà không bị phun ấy, ít nhất là phải mất 2 đến 3 tháng anh em ạ. Thì khi phun thuốc quá mặc dù là cái cây mai nó không bị chết nhưng mà cái bộ rễ của nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Mình thì do mình trồng nhiều nên một số khu mặc dù mình biết ấy, là mình không nên phun thuốc quả, thế nhưng mà nó nhiều quá nên vẫn phải phun anh em ạ. Chia sẻ rất là thật lòng anh em, nếu anh em mà có cái số lượng cây nó ít và nó vừa phải thì anh em hãy nên áp dụng cái phương pháp này, vừa thân thiện với môi trường mà lại giúp cho cây nó phát triển được tốt. Video của mình thì hôm nay chia sẻ đến đây thôi. Hẹn tất cả anh em, gặp lại anh em ở video sau. Và xin thêm anh em một phút, đó là một số anh em hiện tại đang hỏi mình mua cây giống mai vàng yên tử rất là nhiều, thì tiện video đây thì mình cũng nói với anh em là 2 tháng nữa thì cái lượng cây giống của mình nó bắt đầu nó tốt và nó đảm bảo để cho cái việc vận chuyển thì mình mới bắt đầu bán tiếp nhá. Còn hiện tại thì là mình đã hết cây giống mai vàng yên tử, hẹn anh em 2 tháng nữa, nó rơi vào tháng 7 âm lịch, tháng 7, tháng 8 lịch là bắt đầu có. Và mình bán từ tháng 7, tháng 8 đến hết ra riêng. Là thường cây giống mình sẽ hết. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.